Hello everyone, and welcome back to Dr. Trần Dậu's channel, the channel of everything from medicine to English. In this video, I'm gonna show you a quick assessment of an acute appendicitis, including clinical symptoms and ultrasonography. Okay, let's start. First, do you remember the criteria of appendicitis diagnosis? They are localized pain, tenderness, abdominal warding, and infectious syndrome. Schottky Blomberg, ultrasound, laparoscopic and pathological findings. Okay, now I will introduce you a quick clinical assessment. I'm so sorry to international friends because the dialogue in Vietnamese version, because the patient is the Vietnamese. However, I will try to make subtitles for you. Okay, let's see. Được rồi, bây giờ nhá. Em bị bệnh từ lúc nào? Cái triệu chứng này hôm nay ạ. Cái triệu chứng bệnh của em cái bệnh. Vậy thì em thì lần trước độ cách đây khoảng 4-5 tháng. Em bị một lần tương tự như này. Em tự dùng thuốc giảm đau thì hết. Ok. Rồi thì gần gần đây nó tái phát dày hơn. Thì em lại tiếp tục dùng cái thuốc chống phần mặt dạ dày, cái thuốc dạ dày thì nó hơi đỡ. Nhưng mà đến hôm đêm qua thì mình không đỡ mấy. Nó lại nó tái phát ra từ bao giờ? Hai giờ đêm. Hai giờ đêm ngày bao nhiêu? Ngày 4/5. Hôm nay là 6. Hôm nay 5. Hai giờ đêm ngày 4/5 là bị đau. Đầu tiên là đâu? À, đầu tiên vùng thượng vị. Cảm giác đau như thế nào? Đau cơn liên tục mà đau cảm giác đau quặn. Đau quặn. Hay là đau thắt? Đó. Hay đau nóng rát cồn cào? Không mô tả được. Không mô tả, nói chung là mềm. Nhưng mà nó từng cơn một à? Vâng, khi tập nó sẽ có cái đoạn dừng ngắn. Đoạn dừng ngắn tức là không đau nữa. Không hẳn là không đau mà nó nhẹ đi nhiều. Nó nhẹ đi, nó tức tức thôi. Vâng. Rồi sau đó là thế nào? Không, cứ như thế, chăm đợi đau đến bệnh viện. Sau đó thì tiêm 2 mũi giảm đau và nó vẫn đang đau. Sau đó đau vẫn ở đây hay đi đâu nữa? Bây giờ thì cảm giác đau nó ở xuống dưới này. Rồi em chỉ đúng chỗ đau anh chị em ạ. Cảm giác đau của mình ở đây. Nhưng mà khi mà ấn thì phải ấn vào đây mới đau. Các ấn. Cảm giác đau ở đây như thế nào? Nó có rõ không? Đau tức. Đau tức thôi. Vâng. Nó có rõ hơn ở trên này không? Không không. Nó đau nhẹ. Vẫn thế, vẫn nhẹ hơn. Vâng. Cái đau đây không phải là đau tức. Không phải đau buốt. Hay là đau nhói. Nó cũng không phải nhói mà nó cứ nhẹ nhẹ đều. Không cần mô tả được gì, nó mơ hồ. Rồi. Thế là có chung đại tiện bình thường không? Bình thường đó chứ mà bình thường. Tại vì là trước em cũng bị, em là hình như bị hội chứng ruột kích thích em. Ừ. Và nên là hay đi lắm. Vâng. Rồi. Không thấy sốt. Ở nhà không thấy sốt vì tiêm giảm đau rồi đúng không? Vâng. Bây giờ thì đỡ đau đi rồi. Chỉ có sáng sớm này thì hơi ngây ngây. Hơi ngây ngây sốt thôi, cũng không biết là nhiệt độ bao nhiêu. Vâng. Không buồn nôn, không nôn. Hơi buồn nôn lúc 3 giờ sáng, lúc mà trong quá trình đi đi xe đi, không đi siêu âm, đi nội soi mà trong bệnh viện mà mình cứ đi ấy. Ừ. Cảm giác hơi buồn nôn. Rồi có đau đầu chóng mặt gì không? Đau, em nghĩ cái đau đấy là do mình bị đau dài như là cảm giác người nó quay cuồng. Thế nó mệt mỏi gì? Ừ. Rồi thế em đi lại này, nó có đau bụng hơn không? Bây giờ thì bình thường rồi, nhưng mà lúc trước là lúc mà em đi taxi ở đây chỉ cần mà hơi gầy một phát là đau nhói. Tức là khi mình đi taxi thế là người ta mà hơi ổ gà thắng lại ổ gà thì là mình thấy đau nhói ở chỗ nào, chỉ tay nè. Lúc đấy em đau quá, em chẳng biết, em chỉ biết là em không có bệnh, nhưng mà như em cảm giác là ở đây một là xung trên dưới rốn này mình đúng. Ừ. Rồi thế bây giờ nhá, anh sờ vào bụng em. Thế xong là khi nào em thấy chỗ nào đau thì em kêu là đau cho anh nhá.
thả lỏng bụng ra, thả lỏng bụng, mềm bụng ra, cứ thở bình thường thôi. Kệ anh. Đừng gồng bụng, thả lỏng bụng đúng rồi, thế mềm bụng như thế thở bình thường. Anh sợ đau thì kêu. Anh sờ vào đấy thì nó hơi nhói hơn chỗ khác. Hơi nhói hơn á? Ở chỗ nào? Ở đây, anh ấn ở đây nó hơi... Đây. Chứ không phải là trên này. Bây giờ anh ấn đấy em không thấy đau. Đây này, anh làm cái này có đau không? Bây giờ không đau. Chỗ này. Cảm giác nó không còn được như lúc sáng. Ừ, đây đây, chỗ nào có đau không? Chỉ hơi... Hơi tức tức thôi. Nào đừng gồng bụng để anh xem cái phản ứng cơ của em nó có rõ không? Đừng gồng. Thả lỏng bụng nó bình thường. Đấy, bây giờ thả lỏng này thì anh ấn hai bên nó cũng được. Tôi đang nhẹ thôi. Đâu nhẹ chỗ này? Vâng. Hai bên này? Bên này rồi. Ừ, thả lỏng bụng nó đừng gồng. Đừng gồng bụng nó mất cái độ chính xác đi. Đây. Vâng. Bây giờ nhá, em xác định sờ cho anh cái chỗ mà đau nhất của em. Sờ cái điểm đau nhất. Sờ một ngón tay thôi. À, rồi, điểm này. Rồi, bây giờ chú ý này. Anh sẽ làm, anh ấn vào từ từ, chừng nào đau thì em kêu lên. Nha. Có đau không? Có đau không? Nếu đau rồi kêu lên. Ừ. Thế giờ chú ý là thấy đau rồi đúng không? Rồi, bây giờ anh sẽ thả tay ra này, chú ý này. Xem khi anh thả tay ra xong thì nó có đau hơn lúc ban đầu không nhá. Bây giờ đang đau đúng không? À, anh sẽ thả tay ra này. Có đau hơn không? Đau hơn. Rồi. Okay. Bây giờ anh sẽ siêu âm nhé. Em duỗi chân ra. Okay, in this video I want to show you the criteria briefly. I will come back with more detailed value of each symptoms in the future. And now I will show you the ultrasonography of this patient. First, however, I think we should review some characteristics of appendicitis on the ultrasonography. First, non-compressible, blind-ended, aprostatic tubular structure in the right lower quadrant arising from the base of the cecum. Target lesion or bullseye appearance of the appendix. Appendiceal diameter is larger than 60 mm. Lumen distended with anechoic and hypoechoic material. Appendicolite. Circumferential loss of submucosal layer of appendix. Loculated and prominent perivesical fluid. Prominent perivesical fat. Okay, now we will see the ultrasonography of the patient. Đây, bây giờ mình sẽ quay cái chỗ mà bệnh nhân chỉ điểm đau nhất, mình khám tổn thương đấy, bởi vì mình nghi ngờ lúc này là nó khu trú tổn thương ở gì, ở phúc mạc thành rồi, thì tức là gì, thường nó khu trú ở vị trí đấy. Mình sẽ xem là thương ở đâu. Dùng chức năng zoom lên. Ở đây mình đã thấy gì? À, manh tràng, thấy chỗ nào manh tràng viêm rồi. Xem là nó vừa thừa ở đâu.
cái chỗ này, cái vị trí manh tràng này, viêm này, đau này thì nó lại không tương xứng với điểm đau khu trú bệnh nhân ở trong này, gọi điểm clado cơ. Đấy. Nhìn đây thì rõ được thấy manh tràng nó viêm thành nước tay. Đây, bây giờ mình sẽ lần theo cái manh tràng. Mình đi mình tìm ruột thừa xem. Đây, đây anh chỉ thấy quay ruột. Quay ruột. Đừng gồng bụng em. Gồng bụng là anh không siêu âm sâu được bên trong. Bây giờ mình thấy một cái cấu trúc có dạng ống tiêu hóa đây. Mình thấy ở trong lòng mà nó chứa chất dịch. Đấy, xung quanh thành nó dày lên. Thế bây giờ mình muốn xem là nó là ruột thừa hay là nó là ruột non thì mình quan sát xem nó có nhu động không. Đấy. Thứ hai là kiểm tra xem nó có cái đầu tịt không. Nếu mà nó đầu tịt thì là nó là ruột thừa. Mình cứ kéo mãi mà mình không thấy đầu tịt đâu. Bây giờ là ruột thừa. Thứ hai nữa là ruột thừa thì à, mình ấn nó không xẹp. Ruột non mình ấn vào là nó sẽ xẹp. Đấy. Đây là khả năng đây là đầu tiên của nó này. Đấy, thấy không? Em thấy cái vòng này, nó vòng lại thấy chưa? Những cái vòng trắng này. Cái lớp niêm mạc của nó. Niêm mạc của nó viêm. Đấy, mình thấy được cái đầu rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm cái gốc. Gốc mình sẽ đi ngược lại gần với manh tràng. Nhiều khi tìm gốc nó khó bởi vì là nó gấp khúc. Đây rồi. Bên trên nó là hồi tràng nhé. Đây này, chỗ này nó là hồi tràng, nó nối vào manh tràng. Ở dưới nó mới là ruột thừa. Đấy, đây này. Đây. Đây là gốc ruột thừa. Đây là đầu. Rồi. Okay, it's now to learn vocabulary. Non-compressible, blind-ended, aprostatic, tubular, anechoic, hyperechoic, lacerated and prominent, pelvicical fluid, appendicolic, appendiceal or appendiceal, circumferential. Okay, it's the end of the lesson today. I'd like to say many thanks to all patients, students, as well as friends advocating me to make this video. Hope you enjoy it and follow me. See you later.